Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin VNews ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau 4 năm hoạt động sôi nổi, có nhiều thành tích tại nhiều giải golf phong trào, câu lạc bộ G84 đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới ngay tại giải golf mừng sinh nhật 4 tuổi câu lạc bộ. Theo đó, người giữ vai trò chủ tịch ở nhiệm kỳ này là golfer Lê Văn Bình, golfer Vũ Tiến Mạnh tiếp tục đảm nhiệm làm tổng thư ký câu lạc bộ, golfer Nguyễn Trung Thu phụ trách kỹ thuật, thủ quỹ đội tuyển nam, golfer Nguyễn Hồng Đức, phó chủ tịch thường trực, golfer Bùi Đức Bổng, phó chủ tịch đối nội, golfer Lê Anh Quang, phó chủ tịch đối ngoại và golfer Nguyễn Huy Dũng, ủy viên, golfer Bùi Thu Hà, phó chủ tịch kiêm đội trưởng đội tuyển nữ. Được biết, ở nhiệm kỳ chủ tịch Lê Anh Quang trước đó, câu lạc bộ G84 đã đạt được một số thành tựu nhất định như vị trí Á quân giải vô địch 12 con giáp năm 2023, thành lập G84 miền Nam, hay tổ chức thành công giải G84 Derby Cup Bắc Nam diễn ra trên sân Montgomery Sling, Quảng Nam. Hy vọng với đội ngũ ban chấp hành mới của nhiệm kỳ 2023-2025, các anh chị sẽ cùng với các hội viên đưa câu lạc bộ G84 phát triển hơn nữa, để câu lạc bộ trở thành ngôi nhà chung, sân chơi kết nối các golfer giáp tí trên mọi miền Tổ quốc, đồng thời tiếp tục khẳng định chỗ đứng của mình trong làng golf Việt. Hôm nay, ngày 3 tháng 11 trên sân golf Thanh Lanh, Valley Golf Club đã diễn ra giải FTU Golf Club Championship 2023 với sự tham dự của 80 golfer. FTU Golf Club Championship 2023 là giải đấu lớn nhất trong năm của câu lạc bộ golf Đại học Ngoại thương. 80 golfer tham dự giải được chia làm hai bảng: bảng A handicap từ 1 đến 21, bảng B handicap từ 22 đến 36. Các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm nét theo handicap. Bên cạnh giải thưởng chia theo bảng đấu, các golfer tham dự giải còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn khi trúng hole in one tại các hố par 3, gồm một xe SUV Mitsubishi Pajero tài trợ bởi golfer Đào Chiến Thắng tại hố 4A dành cho người đầu tiên trúng hole in one, một TV 55 inch Casper tài trợ bởi golfer Nguyễn Viết Trung K38 tại hố 8, 14 và 16. Dành cho golfer đầu tiên trúng hole in one và 100 triệu đồng tiền mặt tài trợ bởi golfer Nam LV tại tất cả các hố par 3. Giải Championship 2023 thì cũng như thường niên thì đây là một cái cơ hội rất là to lớn cho toàn thể anh em golfer FTU, là cơ hội để chúng tôi tập hợp lại với nhau và ngồi cùng nhau cũng như là chia sẻ những cái đường bóng hay, những cú swing đẹp. FTU Golf Club Championship 2023 được tổ chức trước khi diễn ra giải vô địch cựu sinh viên các trường đại học miền Bắc lần thứ 5. Do đó, đây cũng là dịp để đội trưởng, ban lãnh đội tuyển chọn cho mình những thành viên tốt nhất để đi thi đấu. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Sau khi Maybank Championship vừa kết thúc tại Malaysia hôm Chủ nhật vừa qua, tuần này LPGA tiếp tục tour đấu của mình trên đất nước Nhật Bản với giải Toto Japan Championship. Sau hai vòng đấu, hai golfer Shiho Kuwaki và Naka Hataoka đang cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu. Ngày thi đấu thứ hai tại Toto Japan Championship 2023 đã cho thấy một màn tranh tài vô cùng khốc liệt và hấp dẫn giữa các golfer, đặc biệt là giữa hai nữ golfer tài năng Shiho Kuwaki và Naka Hataoka. Sau vòng 1, Shiho Kuwaki đã quyết tâm thể hiện một màn trình diễn đầy tính bứt phá để vươn lên đỉnh bảng xếp hạng. Bước vào 9 hố đầu tiên, Shiho đã mang về 3 điểm birdie tại các hố số 3, 5 và 7. Tiếp tục giữ vững phong độ, cô hoàn thành 9 hố sau với các điểm birdie ở hố số 10 và 11. Cô liên tiếp ghi thêm birdie ở hai hố cuối cùng và không mắc phải bất kỳ một điểm bogey nào xuyên suốt ngày thi đấu, đặt một dấu chấm rực rỡ để kết thúc vòng 2. Hai vòng đấu 65 gậy liên tiếp giúp Kuwaki đạt tổng điểm âm 14 và dẫn đầu bảng xếp hạng. Cùng chia sẻ vị trí này là Naka Hataoka, cô cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi cũng đã có cho mình một ngày thi đấu đầy ấn tượng. Với 7 điểm birdie, đặc biệt là 3 birdie liên tiếp tại các hố số 7, 8 và 9, điểm bogey duy nhất ở hố số 10 cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của Hataoka khi cô hoàn thành nốt ngày thi đấu của mình cách biệt 2 gậy với nhóm bám đuổi phía sau, bao gồm Siyu Lin, Mone Inami và Akie Iwai. Trên PGA Tour tuần này đã kết thúc vòng đấu đầu tiên của Worldwide Technology Championship với vị trí tạm dẫn đầu thuộc về Cameron Percy với kết quả 62 gậy, âm 10. El Cotnan ở Diamante, sân golf do Tiger Woods thiết kế, lần đầu tiên được đăng cai một sự kiện của PGA Tour.
Và có lẽ sân golf này vẫn chưa đủ độ thách thức với các golfer khi ở ngay vòng thi đấu đầu tiên của Worldwide Technology Championship đã có golfer đánh âm 10 gậy. Đó là Cameron Percy, khi golfer này ghi một eagle, 8 birdie và không có một bogey nào trên bảng điểm. Percy đã thành công giành được 4 điểm birdie trong 9 hố đầu tiên của mình và cú đánh từ cự ly 70 yard ở hố số 6 par 5 đã mang về cho anh một điểm eagle quý giá. Sang đến 9 hố sau, Cameron liên tiếp ghi birdie ở các hố số 10, 11 và 13. Anh ghi điểm birdie cuối cùng tại hố số 18 par 5 để kết thúc một vòng đầu ấn tượng. Với kết quả 62 gậy, Percy đang giữ vị trí dẫn đầu với 2 gậy cách biệt so với vị trí thứ 2 đang được chia sẻ bởi 4 golfer Michael Kim, Camilo Vigas, Nate Lashley và Tanyo Goya. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo Thế hệ mới AI Clip, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý Dữ liệu VB đã tài trợ giọng đọc và MC cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.